Rất vui được gặp lại các bạn, quay trở lại với kênh xe qua sử dụng của công ty Toyota Tăng Cẳng nha các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt trong cái xe Vios 1.5G số tự động đời 2019 mới vừa thu về đây, chuẩn bị giao cho bên dịch vụ để mà người ta làm đẹp cũng như túi tách lại, rồi sẽ chào bán khoảng độ 5 ngày sẽ chào bán nha các bạn. Thì mình sẽ dành một vài phút để quay sơ cái xe này cho các bạn. Xe nội thất còn khá là mới, mình sẽ dành vài phút thôi, mình quay sơ về cái xe này và công bố về cái giá luôn, để cho các bạn nào chúng ta đang tìm cho mình một mẫu xe Vios mà số tự động á, thì có thể thông qua clip này nhìn thấy thực tế được cái xe và có thể đưa ra những cái quyết định nhanh nhất nha các bạn, để mà sở hữu được mẫu xe này. Vâng, xin chào các bạn, xin mời các bạn. Đây, chiếc xe mà mình muốn đem đến cho các bạn ngày hôm nay là chiếc mình xin điểm lại thông tin nha các bạn. Đây là Vios số tự động bản G đời 2019, xe đi được 68.000 km rồi. Mang biển số thành phố thì mới vừa được công ty thu về, đang đậu ở đây chuẩn bị đem đi làm đẹp sửa chữa nha các bạn. Thì dự kiến chào bán khoảng độ là 5 ngày nữa sẽ đem ra chào bán nha các bạn. Thì bây giờ các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe này xem hiện trạng nó như thế nào nha. Và cụm đèn trước nè, đèn riêng theo xe, chưa có thay thế hay sửa chữa gì hết, của Toyota luôn nha các bạn. Đó, đèn sáng bóng như mới, đèn sương mù gầm. Đây có một vết trầy nhẹ nè, chân dầu quẹt với xe máy. Tình trạng nước sơn thì còn rất là mới luôn. Cái xe này là nước sơn cẳng này, cẳng zin nha, nước sơn zin nha các bạn. Nó chưa có một lần giậm tốt và lần này. Và cái xe này thì đã được chủ bọc lại cái đề can màu đen ngay đây, thấy cái lớp đề can nè. Nếu bạn không thích thì có thể tháo ra. Giữ xe cũng khá là tốt. Đèn bên tài nè cũng giống như bên phía phụ, cũng rất là mới luôn. Sẵn mình nghía qua xem cái lốp luôn nha các bạn. Lốp thì còn gai còn rất là dày các bạn ơi. Chủ đã thay lại rồi cho nên rất là dày. Đây các bạn thấy là từng thứ sáng năm 2020 nè, lớp mới nha các bạn. Đó, gai rất là dày luôn, như mới luôn. Mâm thì có một tèo số cái, vệ sinh sẽ ra nha các bạn, thì dơ thôi. Rồi gầm bệ bên trong nè, phục đồ còn ngon lành. Trên cái gương chiếu hậu thì có một số vết trầy nha các bạn, thì bên mình sẽ làm đẹp lại. Đó, vết trầy nhỏ thôi, không đáng kể. Về bên phía tổng thể, về mình nhìn xa ra thì tổng thể bên phía tài á thì cửa thì không có một vết trầy luôn, nước sơn zin, chưa một lần chậm tốt luôn nha các bạn. Đó, mình thấy tình trạng mâm lớp sau này, cũng sau bên tài này, lớp mới luôn nha các bạn. Nói chung chủ chạy cũng rất là chịu chơi, mòn là thay lớp à, chứ không có cố gắng chạy nha các bạn. Phục sau này, gầm bệ với sao. Còn về cái đuôi phía sau nha các bạn. Đó, đèn sau nè, như mới luôn, đèn zin theo xe. Đó, đây con số vết trầy nè, đánh bass sẽ ra nha các bạn. Xe Vios bản G thì được trang bị cảm biến gốc rồi, cảm biến gốc sau. Cản này đã có sơn dặm lại tí xíu nha các bạn. Đó, sơn dặm lại xíu thôi, chắc là bị quẹt với xe máy. Đèn bên phụ này, đèn sau phụ này, bên đây thì không có dặm tuốt lại. Chung chạy được 68.000 km rồi mà chắc xe còn chạy được khá là ok nha các bạn. Ngoại thất còn gì là khá là ok, dạng cũng giữ xe đấy. Lớp sau này, lớp sau bên phụ này, mâm thì vệ sinh là như mới, chỉ có một số cái bụi bặm bám lên thôi. Lớp mới này chắc lắm, gầy lắm. Đây nắm cửa mạ rôm che mưa, có dán phim luôn nha các bạn. Đây vậy luôn, có số trầy nhẹ đánh bát ra. Đó, thì sau khi đi một vòng tổng thể về xe thì nói chung chủ trước chạy khá là kỹ nha các bạn.
hơn 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi mà chắc xe còn vậy là khá tốt rồi. Tại vì đi trong thành phố thì cái chuyện qua quẹt nó rất là dễ xảy ra nha các bạn. Mà chủ là giữ cái màu xe như thế này, tại vì màu trắng á, thường mà chạy nhiều mà dặm tuốt nhiều nhìn là biết ngay à. Nó khác như cái màu còn lại. Màu trắng thì dặm tuốt là nó rất khó để mà đồng nhất với cái xe. Và nhìn tổng thể với cái xe này thì cái màu rất là đồng nhất. Đó, chứng tỏ là cái xe này có dặm tuốt phía sau cái cản sau một xíu thôi. Dặm tuốt phía dưới phần dưới thôi, không đáng kể nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến vào phần nội thất để xem cái nội thất cái xe như thế nào nha. Chưa được vệ sinh đồ đạc, chai nước còn trên xe luôn nè. Tay nắm cửa như mới. Rôm. Mình cho các bạn xem số mét thực tế nha. 67.308 km nha các bạn. Nó có bọc vô lăng luôn nè, tháo ra như mới thôi, phải có bọc lại á. Đầu bêu nha. Điều hòa tự động, số tự động dính dắt. Ghế da đục lỗ. Có luôn bọc trần nha các bạn. Có camera hành trình này. Camera hành trình này bán ra khoảng 7 triệu mấy các bạn. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng đây là hàng nhập khẩu chứ không phải hàng Trung Quốc nè, 7 triệu mấy đó. Ok. Xe này đã được kiểm tra 176 hạng mục rồi nha các bạn. Mọi tính năng của xe ok. Giờ chuẩn bị đi làm dọn dẹp đồng sơn bên ngoài, với lại làm đẹp nữa là chào bán nha các bạn. Có lọt sàn luôn nè. Mình quay cận cảnh để các bạn khỏi tốn thời gian lên coi xe. Thông qua clip này thấy cận cảnh cái xe rồi. Nếu mà thích thì hãy lên. Nhiều khi các bạn ở xa, mỗi lần bắt xe lên Sài Gòn này mua xe thì tốn rất nhiều thời gian, đi xe cộ tới lui nữa. Cho nên là xem qua clip này tham khảo trước đi, thấy ưng ý cái xe này thì gọi cho mình tư vấn cụ thể về cái giá cũng như chi phí lăn bánh á. Các bạn thấy hợp lý thì hãy lên, đỡ tốn thời gian nha các bạn. Phía sau xe báo rất rộng rãi. Về cửa nẻo này, cửa nẻo chưa một lần tháo ra các bạn, dấu còn nguyên luôn, chưa có dấu tháo ra, sùng chỉ còn nguyên là chắc rồi. Đây mình thấy đó, dấu bon còn nguyên, sùng chỉ nguyên, cửa zin. Nếu mà đã qua quẹt đâm đụng rồi thì chắc chắn phải chạy sùng chỉ là cửa cũng thay rồi. Thì mình quay để cho các bạn biết thôi, chứ xe mà bên công ty mình bán ra thì đều cam kết là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm. Đây là chẳng tiện mình quay để cho chỉ các bạn cách đi xem xe cũ luôn. Cửa zin. Rồi các bạn xem cái động cơ cái xe này nha. Turbo nè, đó các bạn thấy không, dấu ốc nguyên đó, chưa từng tháo ra, sùng chỉ nguyên nè, capo chỉ bị dơ thôi. Sau khi rửa rồi vệ sinh khoang động cơ lại á thì hoàn toàn như mới rồi. Đó, động cơ chỉ bụi bặm mà chưa có từng tháo rã ra đại tu gì nha các bạn. Dấu chân đèn còn nguyên nè. Nếu mà đã qua quẹt đầu trước thì những cái chân đèn sẽ bị gãy hoặc là sẽ thay chân đèn mới. Đó là dấu hiệu để các bạn biết cái xe có bị quẹt hay không đó. Đây, dấu còn nguyên nè. Sùng chỉ còn nguyên luôn. Sườn đồ dấu bon còn nguyên luôn nha các bạn. Nọc còn nguyên luôn nè. Vâng, và một vài phút để mình chia sẻ với các bạn về cái mẫu xe này, những hình ảnh chân thực nhất về xe. Chưa dọn dẹp, chưa tú tát gì hết. Đây là hiện trạng cái xe mà mới vừa thu về. Và cái xe này sẽ chào bán sau 5 ngày nha các bạn. Thì mình xin điểm lại thông tin về cái xe này. Đây là Vios 1.5G, số tự động đời 2019. Xe đi được 68.000 km rồi, mang biển số thành phố. Và công ty đang dự kiến chào bán cái xe này với mức giá là 535 triệu nha các bạn.
dự kiến chào bán thôi. Thì nếu như cái xe này mà lăn bánh luôn á thì nó rơi khoảng độ 545 triệu thôi. Còn nếu mà cái xe mới lăn bánh á thì tầm khoảng là 680 triệu nha các bạn. Đó. Thì trên nhau khoảng độ là 140 triệu hai đời xe, thì tùy vào cái điều kiện và nhu cầu của các bạn mà chúng ta lựa chọn cái xe mới và xe cũ sao cho nó hợp lý. Nếu như các bạn đang có điều kiện tốt thì chúng ta có thể lựa chọn luôn cái xe mới nha các bạn, xe mẫu mới bây giờ. Còn nếu như chúng ta muốn tiết kiệm 140 triệu so với việc chọn xe mới thì có thể cái xe này cũng là một cái lựa chọn cũng đáng suy nghĩ, tại vì cái hiện trạng cái xe này còn rất là tốt. Đó, chỉ qua quẹt cái phía sau nhẹ thôi, trầy sơ và làm sơn lại thôi chứ không có gì cả. Đó, màu sơn thì cái đầu trước là zin này, nước sơn cũng rất là chuẩn luôn. Và cái hiện trạng cái xe này thì trang bị phụ kiện thì có dán phim, bộ che mưa, bên trong thì có cái ghế da với lại cái camera hành trình, rồi lót sàn luôn, rồi bọc trần luôn. Rồi chung về phụ kiện cái xe này tương đối là đầy đủ đó. Các bạn mua về chúng ta không có tốn kém thêm những cái chi phí để mà đầu tư thêm, tốn tiền để đầu tư thêm những cái phụ kiện đó thì nó rất là tốt, rất là tiết kiệm. Vâng, và nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến cái xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh, cũng như các bạn nào muốn mua xe mà có góp ngân hàng á thì mình sẽ tư vấn thêm về ngân hàng, với ngân hàng của Toyota với lãi suất cực thấp luôn, chỉ 0,4% một tháng nha các bạn, tương đương 100 triệu một tháng, lãi có 400 ngàn, rất là rẻ luôn, chỉ áp dụng cho xe của Toyota thôi nha các bạn. Trong một vài phút để mà chia sẻ với các bạn mẫu xe này đó, thì cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và có thắc mắc gì thì các bạn hãy gọi cho mình sẽ tư vấn cụ thể nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau.